Xin chào tất cả quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay thứ sáu ngày 14/7/2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua đi Phước Thái vào buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá bất thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số nền sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình chú Phước Thái trong một vài ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng trở lại. Cho hiện nay thì lượng mít trái lứa đang thu hoạch ở trong vườn thì còn ít. Tạm thời mình xin cập nhật tình hình giá mít vào buổi sáng, tình giá mít Thái sáng hôm nay, khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, nhất dao động từ 17.000 đến 18.000, kem đến là từ 15.000, kem nhì là 12.000, giá mít kem ba dao động từ 3.000 đến 4.000. Mít chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ với dao động từ 3.000 đến 4.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mình nhích dao động từ 18 đến 19.000, kem lớn là từ 16.000, kem nhì là 12.000, và kem ba dao động từ 4.000. Mức chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với dao động từ 3 đến 4.000. Khu vực Tiền Giang thì mình nhích dao động từ 19 đến 20. Mức này kem lớn là 17.000, kem nhì là 13.000, và kem ba dao động từ 4.000. Mức chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ với dao động từ 4.000. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Ở khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vựa mít. Còn ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít nhất dao động từ 13 đến 14.000, kem lớn là 11.000, thì mít kem ba dao động từ 3.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ với dao động từ 2.000 đến 3.000. Còn ở khu vực Tây Nguyên, hiện nay thì mít nhích dao động từ 12.000, kem lớn là 10.000, kem mít nay kem nhỏ dao động từ 3.000. Mít chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ với dao động từ 2.000. Ngoài ra thì tiền mít cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển mà thương lái mua, có thể chênh lệch lên xuống với các vườn mít là từ 500 đến 1.000 tùy theo từng nơi.